Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe bật lửa đẹp. Hôm nay là làm clip giới thiệu đến các anh mẫu Zoro, một mẫu mới về đến nhà à, nhà Ambe luôn. Mẫu này có mã hàng là à, Z506609 các anh nhé Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình Chính vì vậy khi gọi điện đặt hàng Thì các anh vui lòng uh, gọi đúng mã sản phẩm Để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh Bởi vì bản thân cái mẫu 506 này Thì nhà em đã lên khoảng uh, gần 10 mẫu khác nhau rồi Chính vì vậy nếu như các anh không đọc đúng phần mã Thì bên em có rất là có thể giao nhầm cho các anh Chính vì vậy các anh lưu ý giúp em Nếu như bên em giao nhầm Thì sẽ làm rất là mất nhiều thời gian của các anh Chính vì vậy là Uh, để tránh lãng phí thời gian thì mình nên đọc đúng mã sản phẩm giúp em. Ngoài ra thì các anh cũng có thể là vào website ambe.vn, Ngõ vào ô tìm kiếm là 506 gạch nối 609 để các anh xem chi tiết về sản phẩm cũng như là hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Ngoài ra thì các anh cũng có thể quan sát được thêm những cái nội dung về cái sản phẩm này. Đây là một chiếc bật lửa cái mã hàng này thì chỉ có một màu sắc duy nhất thôi, đó là màu đen nhám như thế này. Theo ở bên uh, hãng Zippo thì gọi đây là cái chất liệu crack, còn ở bên uh, Zoro thì họ không đặt cho một cái chất liệu nào nhưng mà tạm thời em cứ gọi là chất liệu crack đi, bởi vì nó nhám nhám giống hết như cái chất liệu crack ở bên uh, uh, hãng Zippo và cầm rất là sướng tay luôn, rất là êm tay và đặc biệt là thích hợp cho các anh tay nhiều mồ hôi thì rất là bám tay và rất là tuyệt vời. Nếu mà các anh hay lái xe mà nhiều mồ hôi nữa thì cái sản phẩm này vô cùng vô cùng là phù hợp với các anh luôn. Ở trên đây thì là một ngôi sao đỏ các anh nhá, một ngôi sao đỏ. Cái kiểu dáng thì khá là quen thuộc đúng không ạ? Nó vẫn là cái kiểu dáng của 506 không khi em giới thiệu thôi. Chẳng qua là nó được cải tiến về cái phần chất liệu này khác đi và thêm một cái số cái họa tiết để nó phù hợp hơn, cũng như là thời trang hơn, cũng như là À, độc đáo hơn còn cái ruột thì vẫn là vậy vẫn là cái ruột như trước đây em đã từng giới thiệu cho các anh Cái ruột rất là kín với cái phần chặn xăng được thiết kế một cái phần kim loại rất là dày dặn Cũng như là cái vỏ ruột này cũng rất là dày luôn à, Các anh châm xăng thì tương tự như Zippo thôi Cực kỳ dễ và đơn giản Cái phụ kiện thì anh sử dụng phụ kiện chung với Zippo Rất là dễ tìm kiếm Và em cũng đưa ra lời khuyên là các anh nên sử dụng phụ kiện chính hãng Thứ nhất là để đảm bảo cho chiếc bật lửa của mình à, An toàn hơn cho sức khỏe của các anh là điều quan trọng hơn Um, cái này thì uh, cũng được làm một cái lớp răng như thế này Chính vì vậy nó bảo quản cực kỳ tốt xăng Chính vì vậy là các anh có thể châm một lần và sử dụng đến 15 ngày mới phải châm tiếp Đặc biệt là các anh có những chuyến đi dài ngày rất là kín và cái phần buồng đốt này cũng rất là cao, chính vì vậy các anh có thể vừa lái xe mà vừa châm nhanh được một điếu thuốc mà không bị gió thổi tắt. Cái phần chụp bấc như thế này nó chụp thẳng vào cái trong cái lòng buồng đốt buồng đốt như thế này và chụp luôn vào cái bấc, chính vì vậy là các anh cũng không phải lo lắng về cái việc là hao xăng qua đường bấc, an toàn hơn cũng như là đảm bảo hơn cũng như là sử dụng được lâu hơn. À, cái buồng đốt uh, nó với cái lỗ là 6, 5 lỗ một bên Tổng cộng là 10 lỗ Lúc các anh đi gió nhẹ và cũng lấy đủ oxy để cần dùng Bánh xe rất là chắc chắn Và đánh nhạy lửa như thế này Đấy các anh quan sát nhé Ở đây thì em chưa châm xăng Chính vì vậy là nó chưa thể cháy Nhưng mà các anh có thể quan sát đá lửa té lửa Mỗi lần té lửa là một lần đánh lửa thành công rồi anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé xin cảm ơn các anh rất là nhiều